Ông Bùi Danh Liên, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải thành phố Hà Nội cho biết sẽ bỏ tiền túi thưởng cho Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, ông Khuất Việt Hùng, nếu đề xuất tịch thu xe làm giảm được 50% số vụ tai nạn giao thông. Ông Liên cho rằng nếu thực thi đề xuất tịch thu xe từ nay đến cuối năm làm giảm số vụ tai nạn giao thông còn 50% so với trước khi có đề xuất này, sẽ bỏ tiền túi từ 1 tháng lương tương đương với 7 triệu đồng để thưởng cho Khuất Việt Hùng. Ông Liên đồng tình với quan điểm cần tăng mức xử phạt một số lỗi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông, bởi mức xử phạt hiện nay chưa đủ sức răn đe và giáo dục người vi phạm giao thông. Riêng đề xuất tịch thu xe, ông Liên cho rằng đó là hình sự hóa vi phạm giao thông, gây phản cảm. Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Hà Nội cũng lo ngại về tính thực thi của quy định tịch thu xe, bởi nếu là xe cá nhân có thể tịch thu ngay được, nhưng nếu người lái xe cho nhà nước sẽ rất khó tịch thu. Hiệp hội này cũng không đồng tình với việc Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia dẫn chứng một số nước tiên tiến có quy định tịch thu xe đối với người say xỉn.